kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tại Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai, vùng hội tụ gió trên cao vẫn còn duy trì và gây mưa cho các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai với lượng khá, phổ biến là từ 10 đến 20mm. Các khu vực khác trời cũng nhiều mây và có mưa, tuy nhiên lượng không đáng kể. Trong ngày trời có nắng với mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai dao động từ 32 đến 35 độ. Đáng lưu ý là từ chiều tối và đêm mai, hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh hơn, sẽ xuất hiện những đám mây dông gây mưa cho khu vực. Cục bộ có nơi mưa vừa. Ngoài đề phòng với hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh, bà con vùng núi cần chú ý với hiện tượng mưa dồn dập trong thời đoạn ngắn. Nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá. Chi tiết tại Yên Bái trong đêm nay và sáng ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Thời điểm này, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, vùng cao chỉ từ 21 đến 23 độ. Sang ngày mai trời có nắng với nhiệt độ trưa chiều tăng lên mức 32 đến 35 độ, vùng cao thấp hơn phổ biến từ 27 đến 29 độ. Thưa quý vị, nằm trên một đỉnh núi cao, bản Cu Vai thuộc xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đang là điểm đến thu hút nhiều du khách. Nơi đây đồng bào dân tộc Hơ Mông chiếm đa số. Trên bản chỉ có 46 hộ dân sinh sống. Khi đến đây, quý vị sẽ có cảm giác đi lạc vào một ngôi làng như tách biệt với thế giới bên ngoài. Quanh năm mây bao phủ. Nhìn toàn cảnh từ trên cao, bản Cu Vai giống như một sân bay nhỏ ở trên đỉnh một ngọn núi. Và Cu Vai sẽ là một địa điểm hấp dẫn đối với những du khách thích khám phá, trải nghiệm, yêu thiên nhiên và tìm hiểu về văn hóa đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục với thời tiết Trung Bộ, trong đêm nay thời tiết ít có sự thay đổi, phổ biến là trạng thái ít mưa. Sang ngày mai, trạng thái ngày nắng sẽ tiếp tục bao trùm lên toàn miền. Vì vậy, nhiệt độ trưa chiều dao động trong ngưỡng 34 đến 37 độ ở phía Bắc và từ 32 đến 35 độ tại phía Nam đèo Hải Vân. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do vẫn chịu sự chi phối của gió Tây Nam hoạt động nên có mưa dông nhiều nơi. Đặc biệt, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to đến rất to. Dự báo nhiệt độ vào ban ngày ít có sự biến động so với 24 giờ trước đó, phổ biến từ 29 đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Cuối bản tin là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh Yên Bái trong đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2020, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên. Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.